Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên huấn luyện viên Rock River như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Sau đó mình sẽ ngăn cách vào đây một cái hình ngôi sao màu xanh này. Và sau tiếp cái chữ tiếp theo nha, là chữ River. Như vậy là mình đã sâu xong tên. Sau khi mà sâu xong tên thì mình sẽ để sâu cái hạt màu sắc nha. Đối với chiếc vòng này, bây giờ mình sẽ sâu những cái hình màu sắc sặc sỡ này, những cái hạt màu hồng. Sau đó mình sẽ xen kẽ vào đây là một cái hạt màu xanh, à màu vàng. Tiếp theo nha. Mình cứ sâu như vậy cho đến hết cái phần dây ở trên này. Mình còn một đoạn nữa nhỉ. Mình có một đoạn đây nhỉ. Đó, mình sẽ sâu thêm hai hàng nữa nhé.
Sau khi mà mình đã sâu xong thì bây giờ mình sẽ buộc hai cái đầu dây này lại với nhau nha. Mình sẽ buộc nhiều lần cho nó chắc. Sau khi mà đã buộc xong, mình sẽ cắt bỏ cái phần dây bằng dơ. Như vậy là mình đã sâu xong một chiếc vòng tay và tên huấn luyện viên Stock River như thế này. Cái mặt bên này của mình là tên của huấn luyện viên này, được sâu bằng những cái hàng chữ màu đen trắng như thế này. Còn mặt đằng sau thì mình có trang trí ở những cái hạt ngọc màu hồng và màu vàng nhé. Các bạn có thể tham khảo cái phần hàng của mình để sâu thành những chiếc vòng tay đẹp nhé. Đó. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.